Khui túi ăn vặt siêu to khổng lồ và cái kết sẽ như thế nào? U là trời, đây là cái túi ăn vặt siêu to khổng lồ nhất mà Gen từng có tới thời điểm hiện tại. Hãy cùng đổ ra và khám phá xem bên trong có gì nha. Đầu tiên là một cái thiệp cảm ơn nè. Và rất 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 nhiều những đồ ăn vô cùng hấp dẫn và thú vị trong ngày hôm nay chờ mình khám phá luôn. Cứ nghĩ tới việc là mình sẽ được thưởng thức nguyên một cái đống đồ ăn này mà toàn là những đồ ăn mới lạ trước giờ mình chưa ăn là mình đã hồi hộp lắm luôn rồi. Ok la, bắt đầu thôi nè. Món đầu tiên mà Gen thử trong ngày hôm nay mà Gen khá là tò mò đó chính là những gói thịt chay vị BBQ. Mới nhìn cái bao bì là thấy cái cô gái dễ thương ghê luôn á mọi người. Bây giờ thì mở ra để xem bên trong có gì nha. Một gói như vậy thì gồm có hai miếng thịt to ú ụ như thế này nè. Mới tháo cái bao bì ra là đã thấy cái mùi hương rất là quyến rũ luôn rồi. Gia vị thì được nêm nếm rất là đậm đà luôn. Gói màu đỏ thì sẽ là cay nhất, cay tê lưỡi luôn. Còn tiếp theo là gói màu đen cay vừa và gói màu cam mà Gen đang cầm thì không có cay luôn á mọi người. Mỗi gói như vậy thì gồm có hai miếng thịt chay to ú ụ cho nên mình thấy khá là đã. Cắn vào một cái thì ta nói dai dai giòn giòn sực sực, ăn khá là ngon, hương vị thì nêm nếm rất là đậm đà. Mấy bạn nào mà ghiền ăn những cái gia vị BBQ thịt nướng á thì chắc chắn là ăn cái gói này sẽ cảm thấy rất là thích luôn. Có điều là cái gói màu đỏ nó sẽ cay cay tê tê đó nha, cho nên là rất phù hợp với những bạn nào ăn cay. Còn mà không ăn cay giống như Gen á thì có thể thưởng thức gói màu cam và màu đen, nó sẽ vừa phải cho các bạn. Tiếp theo là một món mà Gen mới nhìn cái bao bì đã thấy sợ ơi là sợ luôn. Đây chính là xách bò vị cay và không cay. Mở ra bên trong thì không có đáng sợ như mình nghĩ, bởi vì người ta đã cắt ra thành từng sợi nhỏ nhỏ như thế này nè mọi người. Bây giờ thì mình sẽ đổ ra bên trong để xem có gì nha. Đó là mấy cái miếng xách bò người ta đã cắt ra thành từng sợi và rất là nhiều mè luôn. Mới mở ra mà Gen thấy thơm phức mùi mè luôn nha. Nhưng mà đối với Gen thì Gen thấy là cái bịch màu đen á thì nó sẽ có vị cay của ớt, còn cái bịch màu vàng thì nó sẽ có vị cay của tiêu xanh, cho nên là mình thấy gói nào cũng cay hết đó mọi người. Điểm chung ở đây là cả hai gói đều có gia vị nêm nếm rất là đậm đà và đặc biệt là thơm phức mùi mè luôn, cho nên là khi ăn mình cảm thấy khá là ngon, dai dai giòn giòn sực sực cho nên cắn rất là đã miệng. Ăn thịt đã đời rồi thì bây giờ mình sẽ ăn hải sản nha. Đây chính là một gói rau mực dai dai giòn giòn sực sực thấm đẫm gia vị. Thì theo như review của người ta là người ta review như vậy đó. Còn bây giờ tôi sẽ mở ra xem là để xem nó có đúng như vậy không nha. Một gói như vậy thì nó sẽ gồm có mấy cái rau mực giống như vậy nè. Nó sẽ không giống như mình tưởng tượng là cái rau mực ở trên bao bì cho lắm. Khui cái gói này ra là mình thấy nghe mùi mực đậm đà luôn, nhưng mà không phải mực tươi nha, mà là giống như cái mùi mực khô á mọi người. Còn về gia vị thì mình thấy nêm nếm khá là vừa ăn, nhưng mà nó sẽ thiên về vị mặn một tí xíu và dai dai giòn giòn sực sực cũng được. Một món tiếp theo mà Gen khá là yêu thích trong những cái món ăn vặt của nội địa Trung đó chính là xúc xích bắp. Trước giờ xúc xích heo bò gà thì ăn hết rồi, nhưng mà xúc xích bắp thì chưa thử một lần nào. Mà đích thị ăn xong là thấy ghiền luôn á mấy bà. Mấy cái đoạn xúc xích nó nhỏ nhỏ cưng cưng như thế này, cắn vào bên trong có mấy cái hạt bắp vàng giòn giòn sực sực ngọt ngọt. Nói chung là cảm giác rất thú vị. Xúc xích nêm nếm khá là vừa khẩu vị của mình, nhưng mà nếu bạn nào mà không quen ăn ngọt thì sẽ cảm thấy xúc xích này hơi ngọt nha. Còn tôi thì nói chung cũng là một người hảo ngọt cho nên là thấy cái vị này khá là vừa miệng. Thơm mùi bắp và có thêm mấy hạt bắp nữa cho nên thấy khá là thú vị. Thưởng thức xúc xích bắp xong rồi thì mình ăn thử xúc xích cay để xem mùi vị nó có khác biệt như thế nào. Xúc xích cay thì nó sẽ tẩm ướp những cái gia vị, nhìn nó hơi dầu mỡ hơn một tí xíu. Nhưng mà mở ra thì mới biết đó là cái lớp sa tế cay đó mọi người. Trời đất ơi, những người mà mê ăn cay chắc chắn nhìn cái này là chảy nước miếng. Cắn một cái thì mình thấy xúc xích khá là chất lượng luôn á mọi người. Ăn vào thì mình thấy một cái vị cay the rất là đặc trưng của đồ ăn Trung Quốc, và mình thấy cái món này cũng sẽ rất phù hợp với những bạn thích ăn cay. Món tiếp theo trong ngày hôm nay đó chính là thịt heo khô tẩm ướp gia vị. Cái gói này thì mình không biết là nó tẩm ướp chính xác gia vị nào, nhưng mà thấy có để hình trái cam và trái dâu. Mở ra bên trong là một cái lát thịt heo khô nhìn rất là hấp dẫn luôn. Mình cảm thấy nó giống như là cái miếng lạp xưởng á mọi người. Nhưng mà khi ăn vào thì nó sẽ ít mỡ hơn là lạp xưởng nha. Nó sẽ nhiều thịt hơn và nó khô khô. Cái vị màu cam mà mình ăn thì mình thấy nó có thêm một cái mùi của vỏ quýt hay vỏ cam á mọi người. Cho nên thấy nó cũng hay hay, ngon ngon, lạ lạ. Tiếp theo thì sẽ là thịt heo khô nhưng mà là một hương vị khác. Vị ớt cay, u là trời, nghe cái này là nhức nách luôn á nha mấy bà. Cái gói của nó sẽ đỏ lè đỏ lét như thế này nè, và đổ ra bên trong sẽ rất là nhiều những miếng thịt heo khô luôn. Mình thấy khá là thích cái gói này bởi vì đóng gói rất là vệ sinh sạch sẽ và ăn tới đâu thì hết tới đó, không có sợ bị hư. Mở ra bên trong thì nó cũng hấp dẫn y chang cái gói màu cam vậy đó, nhưng mà cái gói này thì nó sẽ không có mùi vị vỏ quýt hay vỏ trái cây gì hết, mà nó sẽ cay cay the the. Thịt heo thì nó dai dai săn săn, nói chung là mình thấy khá là giống lạp xưởng á mọi người, nêm nếm rất là vừa ăn nhưng mà nó sẽ ít mỡ hơn nha. Ăn thịt ăn hải sản xong rồi dòng qua một cái ăn ngũ cốc cho nó heo thì nè, có luôn trong cái gói ăn vặt siêu to khổng lồ này luôn nha. Mới đổ ra trên tay là mình thấy thơm phức mùi sữa chua cả nhà, và bên trong này thì có hạt ốc chó, nho khô, hạt bí, hạnh nhân, hạt điều.
và có thêm một vài cái trái cây sấy khô nữa. Nãy giờ tôi đang say đắm ăn thịt, ăn mực rồi ăn mấy cái đồ cay nóng, nhưng mà bây giờ tự nhiên ăn ngũ cốc thấy nó hợp ghê, kiểu như ăn đồ mặn thì mình sẽ thèm đồ ngọt. Có thêm một cái gói đậu Hà Lan tỏi nhỏ nhỏ xinh xinh, trời ơi mà tôi tức lắm nha, tại vì cái gói này nó quá là nhỏ mà nó lại quá là ngon. Đổ ra ở trên tay nè, coi mấy cái hạt đậu Hà Lan ống áo ống ánh đẹp ghê. Mà công nhận á là mỗi lần tụ tập bạn bè có mấy cái đậu Hà Lan này mà nhai nhai á là vui miệng dễ sợ. Mà cái em này mình thấy rất là ngon luôn nha, thơm phức mùi tỏi luôn á cả nhà, và đặc biệt là rất là giòn. Nếu mà có thể thì đề nghị shop cho thêm nhiều cái gói đậu Hà Lan tỏi này hơn nữa, hoặc là cái gói nào bự hơn, chứ gói nhỏ xíu vậy ăn không có đủ thiệt. Một món tiếp theo mà Gen cũng siêu thích ở trong cái gói ăn vặt siêu to khổng lồ này đó chính là snack khoai tây giòn. Trời ơi cái này hấp dẫn lắm luôn á, thật sự luôn á mấy bà, mở ra bên trong là tôi thấy đầy ắp những cái miếng khoai tây vàng giòn như thế này là tôi ghiền. Nó từng miếng vuông vuông như thế này và được tẩm ướp gia vị rất là hài hòa, vừa ăn luôn mặn ngọt cay cay giòn giòn, nói chung là ăn tới đâu phê chữ ê kéo dài tới đó. Thiệt sự á là tôi ăn cái gói này cuốn dễ sợ luôn, tôi muốn ăn hoài mà tôi sợ bụng tôi no quá không có thử được mấy món khác cho nên thôi ngưng. Ten ten, thêm một món ăn vặt tiếp theo rất là healthy đó chính là hạt dẻ tươi. Cái gói này đang nổi rần rần trong khoảng thời gian vừa qua nè, mở ra bên trong có quá chừng những cái hạt dẻ như thế này luôn. Mà cái hạt dẻ này mọi người đừng có nhầm lẫn với cái hạt dẻ cười mà Tết mình hay ăn nha. Cái hạt dẻ này nó bùi bùi, béo béo, thơm thơm. Cái hạt dẻ này là cái hạt dẻ mà con sóc nó hay ăn á mọi người. Và cái món này nó cũng rất là tốt cho sức khỏe của mình và nhiều chất dinh dưỡng nữa cho nên tôi rất là thích. Nhắc đến đồ ăn vặt nội địa Trung là không thể nào quên được mấy cái em que cây này, quá chừng que cây trong cái gói này luôn, đủ loại đủ kiểu để cho tôi có thể thưởng thức. Đầu tiên á là que cây theo đúng cái dạng que cây luôn, là nó từng que ra như thế này nè cả nhà. Trời đất ơi, mới mở ra cái mùi, trời ơi, làm sao mà tôi có thể cưỡng lại nổi. Nhưng mà hơi tiếc cho cái loại que cây này là nó quá là dai á mấy bà, tôi cắn không có ra cho nên tôi không thích cái này nha. Tiếp theo là nó que cây dạng khúc khúc giống như thế này nè, rất là vừa ăn luôn. Nhìn cái màu vàng ươm của que cây thôi là nước miếng nó chảy ồng ọc luôn rồi, thiệt sự luôn á. Mở cái gói ra là kiềm chế hết nổi luôn rồi đó mấy bà. Mình thấy cái gói que cây này ăn rất là ngon nè, nó không có bị quá dai, nó vừa miệng. Que cây của nội địa Trung là không thể nào mà chê được về cái độ nêm nếm rất là đậm đà và hương vị đặc trưng. Còn đây chính là cái que cây mà mình thích nhất luôn nè mọi người. Cái que cây này nó rất là lạ nha, là nó sẽ từng sợi nhỏ xíu xìu xiu giống như thế này nè. Mà kiểu như chắc là cái gu của tôi là tôi thích mấy cái món mà nó nhỏ nhỏ nhuyễn nhuyễn ra như thế này nè mọi người. Khi mà mình ăn vào thì mình cảm giác như là nó dễ nhai và nó rất là thấm gia vị luôn. Bóc một miếng thiệt là to cho vào miệng nhai một cái, trời đất ơi, ta nói cái cảm giác phê chữ e kéo dài là có thật. Gia vị nêm nếm quá là vừa ăn, mà công nhận là cái que cây này nó không có bị dai cho nên tôi rất thích. Loại que cây tiếp theo là một cái loại que cây khá là trái ngược với cái loại mà tôi thích, đó là một cái loại que cây với một cái que cây nó siêu to khổng lồ như thế này. Cái này là rất phù hợp với những bạn nào mà thích ăn những cái que cây mà kiểu như nó phải dày, nó phải dai, nó phải dài đó, kiểu như vậy đó thì các bạn sẽ cảm thấy rất là thích. Còn với bản thân của Gen thì Gen sẽ xé nhỏ nó ra ăn chứ mình không có thích ăn nguyên một cây nó quá dày. Và cái loại que cây cuối cùng trong ngày hôm nay thì nó sẽ có từng cái miếng giống như vậy nè, nó dẹp dẹp giống vậy nè mấy bà. Mấy cái loại này thì theo như Gen thấy nó đều có chung một cái mùi vị rất là đặc trưng của que cây, nêm nếm rất đậm đà, mặn ngọt, có đủ cây cây the the. Nó chỉ khác nhau về cái hình dạng của cái que cây thôi, cho nên là mình thấy là bạn nào thích ăn cái hình dạng nào thì ăn cái hình dạng đó. Ví dụ như tôi thì tôi thích ăn mấy que nhỏ nhỏ, còn mấy bà thì thích ăn que bự que dai thì sao. Còn đây là một loại que cây siêu lạ đây nè, que cây có vị bắp nha. Nhìn cái mặt ông này nhìn ông hài dễ sợ luôn á. Mở ra bên trong thì cũng có rất nhiều que cây. Và mình thấy là thì nó cũng mặn ngọt, có đủ dai dai, sực sực, nói chung khá là ngon. Mà đặc biệt là có thêm vị bắp ngọt ngọt. Và đó chính là tất cả những trải nghiệm của Gen khi mà ăn cái gói ăn vặt siêu to khổng lồ nội địa Trung. Đây là một trải nghiệm vô cùng thú vị luôn á mọi người. Và tôi được thử rất là nhiều những món ăn vặt vô cùng thú vị mà trước giờ Gen chưa từng biết. Tuy nhiên có một lưu ý nho nhỏ, đây là đồ ăn vặt và được nêm nếm rất là nhiều gia vị, cho nên là mọi người nhớ ăn vừa phải thôi. Nếu ăn nhiều quá thì mình sẽ dễ bị nổi mụn, tăng cân và đầy bụng. Còn với bản thân Gen thì lâu lâu mình thưởng thức những món ăn vặt yêu thích cũng là một cái niềm vui. Vui hơn nữa là cùng thưởng thức với gia đình và bạn bè của mình, nhất là trong dịp Noel hoặc là dịp Tết sắp tới. Còn bây giờ thì các bạn đừng quên like video, đăng ký kênh và nhấn cái chuông bên cạnh để chúng ta gặp nhau vào lần sau. Chúc mọi người có một buổi tối thật vui vẻ.